Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Vân MT Gaming. Chủ đề của kênh mình là chơi game và bình luận vui trong trò chơi. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Ok, sau vài tiếng chờ đợi thì bây giờ game cũng đã cập nhật xong rồi nha các bạn. Các bạn thấy gì chưa, nguyên cái trứng chào bá bên kia các bạn đâu, để mình chạy qua mình xem thử coi bên đó là cái gì mà vui quá vậy. Ai cũng bu vô đó quá trời luôn kìa các bạn ơi. Gì vậy mà đông vui vậy? À thì ra là ở đây có một cái NPC giao nhiệm vụ cho mình, hèn chi các bạn bu lại để nhận nhiệm vụ. Tôi đã đến đảo Ca để ăn mừng lễ phục sinh. Trời ơi, bộ đồ của NPC này mặc dễ thương quá ta, không biết có bán không ta. Thì NPC này giao cho mình một cái nhiệm vụ là đi giao trứng phục sinh nha các bạn. Đó, các bạn cần phải kỹ lưỡng và khéo léo nha, đi giao trứng mà mình đi mà mình dấp té cái là bể hết trứng nha các bạn. Đang chỉ đường nè bạn, lúc trước là đâu có chữ đang chỉ đường đâu, bây giờ là cập nhật thêm rồi hay sao á, mình thấy là có đang chỉ đường này nữa bạn. Đó thì mình mới biết đường mình qua bên thị trấn, chứ thôi là mình qua khu trung tâm mới là mất công mình phải quay về đây rồi. Đó, mình chỉ cần giao như vậy là hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nha bạn. Đó, xong rồi cái mình quay lại trở lại NPC lúc nãy để mình nhận bát sữa cho chó uống với bạn. Thì giao chức phục sinh này là mỗi ngày chỉ được nhận một lần thôi nha bạn, còn muốn nhận nhiệm vụ nữa thì phải ngày mai mới quay lại. Còn cái trứng to chà bá cái bên đó là cái chỗ để bán trứng đó nha bạn. Đó, các bạn có thể mua trứng về và ấp để nở ra những con thú cưng rất là đẹp luôn đó bạn. 5 con thú cưng này là 5 con thú cưng độc quyền ở trong cái sự kiện lễ phục sinh lần này nha. Nếu hết sự kiện thì sẽ không có bán nữa đâu nha bạn. Đó thì mình sẽ mua thử một cái trứng để về mình thử mình ấp coi nở ra được con gì nha bạn. Mình thấy 5 con nào cũng dễ thương hết. Có điều là giá hơi mắc các bạn ơi, tới 50 kim cương lận, trời ơi, phải chia rẻ chút xíu, mình mua 2-3 trứng về mình cho nó nở ra. Ai ngờ đâu tới 50 kim cương nên mình ngán tiền quá, mình mua chỉ có một trứng thôi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào nhà để mình cho nó thức ăn và để cho con nó nở ra được con gì nhé bạn. Đây, bây giờ mình sẽ mượn đỡ cái chuồng của con chó đi, đó, bỏ con chó này ra nhét cái trứng vô. Rồi mình cho nó ăn thức ăn coi nó nở ra được trong 5 con đó mình sẽ được con nào nhé bạn. Rồi để mình bấm vô ba cái dấu tích xanh này của ba con chó này xong rồi mình mới cho cái trứng ăn được nhé bạn. Tại vì mỗi ngày mình chỉ được chăm sóc 3 thú cưng thôi nên mình phải hoàn thành xong mình mới cho thú cưng kế tiếp ăn được. Đây, xong rồi nhé bạn, để mình bấm sò xem coi nở ra con gì nha, hy vọng là hiếm chút xíu. Con này là con giống như là con từng lọc vậy bạn ơi, từng lọc trứng hay sao á bạn ơi. Nói chung là nó không có được hiếm nhưng mà nó cũng rất là dễ thương. Ok, thôi bây giờ mình sẽ dẫn nó đi heo mình đi chơi luôn nha. Rồi, hôm qua trong chi tiết bản cập nhật là mình thấy có bán 5 loại vật phẩm mới là nhạc cụ á bạn. Các bạn có thể lại đây gặp anh nghệ nhân vui ta đó bạn. Đó, các anh đó sẽ bán 5 loại nhạc cụ đó nha. Thì hôm qua trong chi tiết cập nhật là mình chỉ thấy được 5 loại nhạc cụ của 5 bạn cầm thôi. Nhưng mà không phải là chỉ có 5 loại đó không nha bạn. Mình thấy ở đây là có rất rất nhiều luôn các bạn ơi. Có chuông cầm tay rồi, nói chung là mình thấy rất nhiều luôn. Không phải là chỉ có 5 món thôi đâu nha bạn. Đó, các bạn thích món nào thì mua món đó thôi. Còn mình là mình thích cái con gà nè bạn. Đó nên mình sẽ mua thử cái con gà này như chơi như thế nào nha bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mua thêm cái này nữa nha bạn. Đó, coi cái âm thanh nó với con gà cái nào hay hơn. Nè thì cái này thì nó giống như là cái lục lạc, nghe tiếng nó chuyển rất là nhỏ bạn ơi, mà chỉ mới chỉ game một nhịp thôi. Còn con gà thì nghe hay hơn đó bạn, nên mình thấy nếu như các bạn có mua thì các bạn mua con gà thấy ok hơn đó bạn. Rồi mình đã mua xong nhạc cụ, nói chung là mình biết được cái điểm bán nhạc cụ như thế. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên khu trung tâm mới nha, bởi vì bên khu trung tâm mới là sẽ có nhiệm vụ mới cho mình làm đó bạn. Nên mình sẽ qua bánh mình xem và mình sẽ khám phá đồn cảnh sát đó nha bạn. Hôm nay là đồn cảnh sát được mở cửa rồi nè. Không thể di chuyển đến khu trung tâm rồi, một là kẹt máy, hai là bị lỗi nữa rồi các bạn ơi. Mình không di chuyển được nữa rồi, để thôi mình thử lần nữa coi được không nhớ bạn. Chắc là mới cập nhật nên đông hay sao á, mình thử lần nữa coi sao nha. Vẫn bị không thể di chuyển tới khu trung tâm luôn các bạn ơi. Thì nãy giờ mình thử là hình như là cả chục lần rồi đó bạn, mà mình đi qua mình đi không có đủ các bạn ơi. Mình lại tiếp tục quay về chỗ cũ rồi bạn ơi, trời tức ghê, tự nhiên bây giờ mình không vô được là sao, có ai giống mình không trời. Sao tự nhiên mình vô không được ta, nãy giờ mình vô rất là nhiều luôn, mình vô từ cái ạc chính qua tới ạc phụ luôn, mình vô đủ kiểu mà không được bạn. Nên mình quyết định mình sẽ đi qua châu Âu nha bạn, ủa châu Á chứ lộn. Châu Á, mình đi qua châu Á để mình vào thử được nha bạn. Bởi vì mình suy nghĩ là chắc là do đông người quá nên mình không qua được, nên mình quyết định mình qua châu Á cho vắng người nha bạn, để mình đi qua khu trung tâm mới.
Rồi ok, thì nếu như mình thử cách này được thì các bạn nào bị lỗi như mình thì cũng có thể làm như mình để sang bên khu trung tâm mới có được không nhé bạn. Thì nếu như các bạn mà qua châu Á không được thì các bạn đổi. Tại vì hồi nãy lúc đầu mình qua châu Âu không được các bạn, nên mình qua châu Á. Thì bây giờ mình sẽ thử test thử coi ok không nhé bạn. Rồi các bạn quá trời quen thuộc luôn, không thể di chuyển nữa rồi bạn ơi. Cái gì kỳ vậy ta, hồi nãy mình đi qua châu Á là mình có để ý là chỉ có 900 mấy người thôi. Vậy mà sao mình qua không được khu trung tâm mới ta, bị lỗi gì mà kỳ vậy trời. Thôi bây giờ mình còn một cách nữa nha các bạn. Đó, mình sẽ quyết định là mình sẽ bấm vào cái điện thoại của mình. Và mình có chữ phố người Việt với lại cái chữ tiếng Anh đó bạn. Đó, các bạn chọn chữ tiếng Anh nha. Rồi xong rồi mình sẽ đi qua đó và mình sẽ bắt đầu mình vào cái khu trung tâm mới một lần nữa có được không nha các bạn. Wow, như vậy là được rồi nè bạn, mình đã qua được khu trung tâm mới thành công hết và hết bị lỗi rồi nhé bạn. Trời ơi mừng quá đi. Ok thì bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ đầu tiên mà hôm qua mình đọc mình thấy nè bạn. Đó là mình làm nhiệm vụ ở cái anh em song sinh nhé bạn, để coi hôm nay bạn này có nhiệm vụ gì mới giao cho mình đây. Do là mình đang ở nước ngoài á bạn, nên bạn này nói gì mình cũng không hiểu nữa. Bây giờ mình chỉ có nhìn hình mình mới biết được bạn này nói gì thôi. Thì bạn này đưa cho mình thấy cái tấm hình là đôi dài nè bạn. Đó, tìm đôi dài cho bạn này. À thì ra là bạn này đá banh bị mất đôi giày các bạn. Chế banh không đá mà đá sao cho văng đôi giày mất tiêu. Bây giờ bắt mình đi kiếm nha bạn. Đó thì mình sẽ lại sân banh để mình kiếm đôi giày cho bạn này nha. Thì chỉ vòng vòng trong cái sân banh này thôi chứ không có đâu xa đâu nha bạn. Thì ở đây cũng có rất là nhiều đôi giày luôn, nhưng mà đâu phải đôi giày màu xanh đâu. Nãy bạn nó kêu mình kiếm đôi giày màu xanh mà ở đây có đôi giày màu trắng, màu đen gì tùm lum hết trơn á bạn ơi. Có đôi giày đủ màu nữa, thì nói chung là mình lụm hết nha bạn. Đôi giày nào mình cũng lụm luôn, nếu mà không phải thì mình đem về mình bán cho trai. À đây nè bạn ơi, hình như là đôi này nè. Đó đúng là chính xác luôn bạn ơi. Ok, mình đã tìm thấy đôi giày được rồi nha. Bây giờ mình sẽ quay về mình trả đôi giày lại cho bạn đó nha. Bạn ơi, mình tìm thấy đôi giày cho bạn rồi nè. Mai mốt bạn đi đá banh bạn nhớ đeo theo kiểu dán sắt nha, để dán đôi giày dính vô cái chân để đá cho khỏi bị văng. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan đường cảnh sát nha bạn. Thì ở đây khá rộng và mình cũng không nhớ hết đường, nên bây giờ mình phải nhờ tới chị Google mình xem đường mới biết đường mình đi bạn ơi. Thì đường cảnh sát là đi thẳng tới đây, quẹo là tới nha bạn. Dù quẹo qua thì nhìn từ xa cũng đã thấy được cái đường cảnh sát rồi nha bạn. Đó, mình chạy thẳng vô luôn nha. Wow, đây là nơi làm việc của mấy chú cảnh sát nữa bạn. Quá trời rộng luôn. Đó, đây là cái ghế ngồi chờ nữa bạn. Kiểu như là các bạn vi phạm luật giao thông hay gì đó có thể ngồi đây chờ tới mình để được xử phạt nha bạn. Đó giống như là vượt đèn đỏ rồi đó các bạn. Mình thấy trong đây tour guide này bị trường hợp rất là nhiều luôn. Bên này là phòng để nhốt các tội phạm đó bạn. Đó, ai bị phạm tội là vô đây nhốt nha. Còn cái bên đây á là để cho chỗ mà để đi gặp người thân đó bạn. Đó, lâu lâu người thân vô thăm đó, cầm điện thoại vô nói chuyện qua lại giữa hai người đó. Kiểu như là ba mẹ có khỏe không, con nhớ ba mẹ lắm vậy đó bạn. Đó, mai mốt không dám vậy nữa. Xong rồi khóc hối hận đồ rồi ba mẹ kêu là gán cải tạo tốt đi, còn có ngày đi ra về với gia đình đó, như vậy đó bạn. Rồi thôi, để mình đi vào bên trong mình xem chỗ nhốt phạm nhân như thế nào nhé bạn. Thì ở đây là có một chú cảnh sát để canh gác các phạm nhân có ai trốn không nè. Ủa mà canh gác mà ngồi đây mà ngủ gục như vậy rồi người ta trốn hết rồi sao? Ai mà biết được. Chắc mình mét lên cảnh sát trưởng là ông bị đuổi luôn á bạn ơi. Rồi mình sẽ vô mình thấy chỗ này. Bên đây là cái phòng giam phạm nhân một người nữa bạn. Còn bên đây là mình thấy giam hai người hay sao á. Có hai giường đó bạn, giường tầng. Ủa hình như vách tường bên đây có hai nhìn xuyên của bên kia các bạn. Trời ơi, chơi khoét vách đi qua luôn kìa. Trời ơi, mình thấy làm như là phạm nhân bị nhốt trong đây vui lắm hay sao á bạn ơi. Mình còn thấy là viết lên tường chữ hello nữa nè. Bạn Hân cũng có mua con gà giống mình các bạn. Trời ơi, bớt vui quá. Bớt nghe con gà này cầm bớt nghe thấy cũng dễ luôn. Nhưng mà cái tiếng nó kêu cũng nó hay nữa bạn. Nó không có ôm sùm như mấy cái kia lắm. Còn ở đây có các bạn này chơi nguyên cái giống như là mua lần nha các bạn. Nó giống như chập chả đập cái nghe ha, muốn điếc luôn các bạn. Đó, có hai giải nha bạn. Một giải là dành cho một người ở và một giải là ở tập thể, ở hai người hay sao đó bạn. Ý sorry nha, mình chưa thấy gì hết nha. Trời ơi, sao đi toilet trong đây mà còn ngủ quên nữa ta. Thì đến phòng cuối cùng là có giam một phạm nhân thật nha bạn. Mấy phòng kia thì mình có thể mở cửa mình vào mình chơi được, nhưng mà phòng này thì mình lại không được mở cửa mình vào mình chơi nha bạn.
Chắc sợ mình vào cái mình đưa đồ vô để cho giống như là vượt ngục với bạn đó, giúp đỡ phạm nhân vượt ngục nên không có cho mình vô bạn ơi. Còn những phòng khác không có nhốt ai hết thì mình có thể định vào mình chơi bình thường bạn, mình vô lên giường mình nằm mình ngủ mình đi khắc kiểu luôn cũng không sao hết. Nhưng riêng phòng cuối cùng có nhốt phạm nhân thật này là mình sẽ không vào được nha bạn đó, mình chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi. Thì cái phòng này là mình biết nè bạn, mình có coi trong phim bằng chứng hết rồi là mình biết phòng này nè. Đó, cảnh sát sẽ ngồi ở đây và hỏi cái phạm nhân đối diện là có khai không. Chết cha, mình bấm lộn nút chào thôi nha bạn, chứ là cảnh sát không bao giờ chào như vậy đâu. Cảnh sát sẽ đập bạn cái gầm là hỏi là phạm nhân là có khai không. Nếu như khai thật lòng thì sẽ được hưởng khoan hồng. Wow, trong đây là cái phòng để vũ khí nè bạn, đó súng đồ nha. Còn bên đây là cái tủ quần áo của giống như là y phục của người cảnh sát đó bạn. Đó, khi mà có công việc nào gấp là sẽ chạy vào đây thay đồ xong lấy súng chạy ra bắt ăn cướp. Còn phòng bên đây là phòng gì vậy ta? Có 3 màn hình máy vi tính. À, mình biết luôn, cái phòng này giống như là phòng mà giống như là giám sát nha bạn. Kiểu giống như lần thường là hay có cái máy bộ đàm hay là điện thoại đó bạn, đó điện thoại là cho những cái đồng nghiệp của mình và nói là nó đã tìm thấy mục tiêu đó rồi dí theo đó, kiểu như vậy đó bạn. Đây, còn trong đây là phòng họp dành cho các cảnh sát nè các bạn. Đó, nói chung là mình thấy ở cái tòa nhà cảnh sát này rất là đẹp luôn bạn, và giống ở ngoài đời cực kỳ luôn bạn ơi. Thôi, đi khám phá tòa nhà cảnh sát như vậy cũng được rồi bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi đua xe. Ủa anh Louis, sao đứng này rồi? Bình thường là em thấy anh chạy chiếc xe, siêu xe chạy vòng vòng ngay chỗ đường đua mà sao hôm nay đứng yên chỗ rồi? À em biết rồi, chắc là anh sợ hao xăng đúng không? Bữa giờ xăng mắc nè nên anh sợ hao xăng, giờ anh dẹp chiếc xe anh đứng yên đây luôn rồi. À không phải bạn ơi, thì anh đó đứng đây để chờ và giao cho mình nhiệm vụ bạn. Đó là vô tốc độ sơ cấp đó, các bạn lại ngay chỗ điểm xuất phát này nha, đi bộ hoặc là chạy xe tùy ý. Nó miễn sao thì mình sẽ đi lại những cái điểm như thế này, và đến điểm đích cuối cùng mà mình vẫn còn kịp thời gian là mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ và mình sẽ được 50 tiền sao nha bạn. Đó, mình sẽ chạy một vòng lại tới ngay chỗ cái điểm đích xuất phát ban nãy á bạn. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành điểm đích rồi nha, là mình sẽ nhận được là 50 tiền sao nha bạn. Thì nhiệm vụ này bao gồm là sơ cấp, trung cấp với nâng cao nha bạn. Thì lúc nãy là mình làm là sơ cấp thì sẽ được 3 phút để chạy, còn nếu mà mình lên trung cấp là thời gian sẽ giảm đi nha bạn, sẽ còn lại 2 phút, và hình như nâng cao cũng là 2 phút hay sao á bạn ơi, nãy mình cũng không để ý nữa. Và nhiệm vụ mình cũng chỉ chạy theo những cái điểm đó thôi bạn, cũng không có gì khó, chỉ quan trọng là mình phải hoàn thành đúng cái thời gian yêu cầu là ok nhé bạn. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ trung cấp và mình cũng nhận được là 50 tiền sao luôn nha bạn. Nâng cao mình cũng vậy luôn, tiền sao cũng chỉ là 50 thôi bạn, mà chỉ có cái thời gian chạy nó sẽ giảm đi nha bạn. Tiếp theo là mình đang làm nhiệm vụ nâng cao nữa bạn, cái thời gian của nâng cao với lại trung cấp cũng giống nhau là 2 phút nha bạn. Đó, các bạn hoàn thành nhiệm vụ và cũng sẽ nhận được 50 tiền sao như lúc nãy thôi nha bạn. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ nâng cao nha bạn, thì cái này chơi cũng rất là vui luôn bạn ơi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và thú vị, nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình ra video mới nhé bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye.